Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay buổi chiều Dung lại giới thiệu những dòng sản phẩm mới về bên xe máy Hoàng Kiên nha mọi người nha. Đây trước mặt mình là một chiếc Dream 2005. Nhưng mà chiếc xe này là rất là đặc biệt mà lại vừa tiền cho anh em đi ăn đi làm. Với những chiếc xe Dream 2005 như thế này thì nói thật ra anh em là cũng không rất là tâm huyết mới mua được những chiếc xe này anh em ạ. Đấy, có một anh khách anh ấy vừa mua, anh phải đi qua 3 vòng mới mua được chiếc xe này. Anh em nhìn đời 2005 cái da máy này. Dream Việt Nam 2005 máy zin nha anh em nhé. Quay con cái máy cũ đầu bò trước này. Đây cái đầu bò. Đây đầu bò. Siêu đẹp chiếc đầu bò này. Đấy, anh em nhìn này, máy zin anh em nhá. Đầu bò đẹp nhá. Đấy, chiếc xe này là máy zin. Đấy, một vòng hiện tại nha anh em nhá. Chiếc xe này là thụt. Chiếc xe này là thụt đã được bán lại. Hôm trước chắc là nó rôm. Đã bán lại thụt rồi. Còn đồ Tam Nan Mayo zin. Đấy, anh em quay kỹ cho mình. À đấy, sơn zin này, máy zin này, anh em nhìn cái đồ cái da máy yêu không? Đấy, 2005 mà còn được như thế này rất là hiếm hoi nha anh em nhé, không phải là nhiều xe đâu đây anh em ạ. Đây anh em nhìn Tam Nan này, Tam Nan Mayer này, thụt thò này, bô beo này. Đấy, biển số con này biển 2, xe vẫn đang nổi nhá, biển 29U3949. Thực ra những chiếc xe này anh em có thể về đổi biển sang 5 số thoải mái nha anh em nhé, nếu mà anh em không quan trọng biển thì anh em cứ thể để thế đi bình thường. Nhưng anh em nếu mà quan trọng biển, anh em đổi lên biển 5 số là đăng ký tự bấm biển thoải mái. Máy zin nha anh em nhá. Con Dream 2005. Đấy, con này bán ra với giá 28 triệu. Anh em nào máu chốt chiếc xe này không? Thực ra những đời 202 đến 208 là anh em hay thích mua lắm. 2010 anh em thích mua lắm. Đây. Vừa về nha anh em nhá, vừa về tại cửa hàng cho anh mình đây. Đấy, biển 29. Có thể đổi biển lên 5 số nha anh em nhá. Dream. Con này máy rất là ok. Ông quay gần cho con cái mặt trên này. Đấy, hiện tại là chỉ có mỗi duy nhất là cái đôi thụt. Đôi thụt là bị bắn lại nha anh em nhé. Và cái yên, yên đã bị bọc lại rồi. Đây, đã bị bọc lại rồi. Còn tất cả là zin. Đấy, yên đã bọc lại đây. Còn tất cả yên thay xốp nha mọi người nhé. Yên, thay yên. Và đôi thụt bị bắn lại. Chứ còn tất cả xe này Dream, Rin Van Rin nha anh em nhé. Anh em nhìn này, đồ của chiếc xe Dream này. Anh em nhìn này. Đấy, từ những cái cùi tay nắm, từ những cái này giờ nó cái này nó hơi bạc một xíu, ở ngoài nó hơi bạc một xíu nha mọi người nhá. Cũng có thể là trong video nhìn nó không kỹ lắm nhưng mà ở ngoài nó hơi bạc một xíu thôi. Nha anh em nhìn này, độ sắc nét của chữ 2005 con này về vừa mới về. Có thể cái con này có thể về. Chỉ cần rửa qua một xíu là rất là ok nhá anh em nhá. Xe máy chất này. Đấy, máy zin khẳng định 100% là máy zin chiếc xe này nha anh em nhá. Đấy, chính chủ, máy zin. 28 triệu với chiếc Dream 2005 này. Anh em nào muốn sở hữu những chiếc xe Dream 2005 giá dưới 30 triệu, anh em chốt xe này giúp mình nhá. 28 triệu thôi anh em ạ. Có 28 triệu thôi anh em chốt giúp mình chiếc xe này, inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Ok, lại một chiếc xe Wave A dành cho học sinh sinh viên. Đấy, 50cc dành cho học sinh viên này, biển số 29A 91871. Đây ông quay con một vòng chiếc xe Wave dành cho học sinh sinh viên anh em nhé. Vì những chiếc xe này nó là xe Wave 50cc ấy, không đi không cần bằng đâu anh em ạ. Đấy, nó là màu trắng đây. Xe đồ cũng nó cũng là đều. Đấy con, cái này nó cũng bị lướt một xíu rồi. Đấy. Nó cũng, đồ thì đẹp nha anh em nhé. Sơn thì màu trắng thì nó sẽ lộ. Nó cũng sẽ lộ một chút ra. Đấy, Halim. À, ok. Chiếc xe này là mua 6 triệu, anh em cộng cho Dung là 2 triệu nha anh em nhá. Đấy, chiếc xe Way này là 6 triệu rồi, cộng 2 triệu. Đấy, anh em nào bao dọn luôn anh em nhá. Đấy, chiếc xe này anh em nào chốt thì inbox trực tiếp cho con mình đi học đi hành. Ok, tiếp theo là một chiếc SH 2019 anh em nhá. SH 2019 màu đen ABS nha mọi người nhá. Đấy. Chiếc xe này đang rất là hot hit, đang là mưa làm gió của anh em trên thị trường đấy anh em ạ. Đây, biển số con này 29P Cầu Giấy này, 81311, biển tươi đúng không anh em? Đây, anh em sẽ quay chi tiết một vòng tại vì xe Dung vừa về tại cửa hàng xong nha anh em nhá. Có thể là mai nó sẽ đẹp hơn đây xe. Đây, hiện tại là xe đang bóc dán ni lông cả xe này, bây giờ về bóc ni lông ra là ok. Rất là đẹp. Đấy, đét 2 tầng. Đấy, chạy 1,5 vạn nha anh em nhá. Xe chạy 1,5 vạn anh em nhìn này. Trắng nõn thật này. À, anh em nhìn này. Ốc ác này. Đẹp không? Đấy, phanh ABS. Đấy, anh em nhìn này, bộ sắc nét của chiếc xe SH 150 ABS. Đấy, xe đang dán ni lông cả xe, chỉ cần con này chỉ cần bóc ni lông chạy 1,5 vạn nha anh em nhá. ABS màu đen anh em ơi. Đấy, anh em chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình nhá. Con này bán ra với giá là 105 triệu với chiếc SH 150 ABS đời 2019. Thực ra cái bản này nó là cái bản mà rất nhiều anh em ưa chuộng cái bản 2019 2017 đến 2019 này là nha anh em nhá. LED 2 tầng đấy, loại này là anh em rất là thích. Rất là thích vì là nó dáng nó rất là đẹp. Đấy, ông quay gần cho con. Quay gần chiếc này. Đấy. Dán giết ngon lành cành đào hết rồi. Con này về chỉ việc bóc ni lông xong phát là đi là ok thôi anh em nhé. Đấy. Ok, con này là bà đang chốt với giá là 105 triệu nha anh em nhé. Anh em nào chốt xe này đi inbox trực tiếp. Xe này để dành cho các bác chơi Tết. 150 chơi Tết anh em ạ. Để mà nói thật anh em, những chiếc xe như thế này mua anh em cứ bảo là mua ô tô, nói thật hơn 100 triệu các bác đi mua ô tô về để nuôi cụ già trong nhà. 105 triệu nha anh em nhé. Anh em chốt thì inbox trực tiếp lên mình. Đây. Ok, với những chiếc xe vừa tiền cho anh em đi ăn đi làm với chiếc Sirius này nha anh em nhé. 8.500.000 2009 máy chất. Đấy, xe mới về tại cửa hàng. Đây, ông quay gần cho con. Đây nha anh em nhé, Sirius đời 2009. Đây, máy này. Đây, hiện tại là xe em bị một cái nhựa này nó bị bạc thôi anh em ạ. Để chân cái thứ nó bạc thôi. Còn đấy, anh em nghe máy bằng không? Mới về tại cửa hàng nhá, bán ra với giá là 8.500.000 với cho anh em đi ăn đi làm. Đấy, công trường công nhân. Xe nó cũng, máy thì chất hình thì vừa phải thôi. Đấy, xước sát này anh em nhìn là xước sát này, Dung quay rất là kỹ cho anh em nhá. Không phải ai cũng có thể thật để mà quay những chiếc xe kỹ như này đâu. Nói thật anh, những chiếc xe nào mà bây giờ nó xầy xước chỗ nào là anh em láng đi luôn. Nhưng Dung quay rất kỹ càng để cho anh em nhìn thấy và mua cho nó rất là dễ. Vì mình bán có tất cả những anh em còn ở xa nữa nhé mọi người nhé. Đấy, quay con cái đầu bò này. Máy vẫn đang nổ nha anh em nhé. Đấy, vừa về tại cửa hàng, Dung bán ra với giá là 8.500.000 với chiếc Sirius đời 2009 này nha anh em nhé. Đấy, bác nào có chốt xe này thì inbox trực tiếp cho em. 8.500.000 thôi. Xe đi ăn đi làm, gọi là quăng quật vứt các thứ thoải mái. Quăng quật thoải mái anh em ạ. Sirius 2010. Đấy, bác nào chốt thì chốt giúp em nhá. Có 8.500.000 thôi. Đấy, ok. Một chiếc Wave A đời 2022 mà anh em. Con này bản 2022 mà. Đấy, biển 36 nha anh em nhá, 36B 75313. Đây, ông quay một vòng. Tại vì vừa mới mua về tại cửa hàng nên năm ra là xe trông nó rất là bẩn. Đấy, cũng có thể là anh em nhìn thì nhiều khi nó không bắt mắt, chạy có 3.000 cây thôi. Nhiều khi nó không bắt mắt nhưng nó sự thật mà anh em, đây là nó là sự thật. Anh em có thể dọn thêm một xíu nữa là sẽ đẹp nha anh em nhá. Đây, 2022 nha anh em nhá. Chạy 3.000 km. Đây. 3.000 km mới rong rong. Đấy, ông quay xa đồng chí. Đấy. Ốc đầu bò này, anh em nhìn ốc đầu bò này. Trời. 2022 chạy có 3.000 cây thì bảo anh em, đấy bác nhìn này, các bác nhìn này, 3.000 hơn 3.000 km thì đúng bảo vì sao nó mới. Đây, một vòng ông ơi. Ok, con này bán mua 15 triệu rồi, Dung cộng 2 triệu cho anh em nhá. Xe này quăng quật Grab, bike rồi là đi nhẹ nhàng chợ búa tất cả các loại. Tất cả các loại mua 15, Dung cộng 2 triệu cho anh em. Đấy. Anh em nào có hơn 3.000 cây rồi, hơn 3.000 cây. Cho anh em đây, anh em nhìn này. Mới sự xuất sắc của chiếc xe 20. Thực ra 2022 anh em không phải lăn tăn đâu nhá. Anh em cứ thích xe thì giá tiền ok thì chốt thôi, chứ không phải lăn tăn chiếc xe này đâu. 2022 hơn 3.000 cây thì anh em không phải lo đâu. Đây, và một chiếc siêu phẩm mới về tại cửa hàng, mới đăng ký chắc được tầm khoảng từ 14 hôm nay là 26 đúng không? 14 hôm nay là 27. Mua là từ ngày, anh em nó đăng ký từ ngày 14. Hôm nay là 27, mới được có hơn chục ngày với chiếc Airblade 160 nha anh em nhé. Bản mới nhất tại HEC Honda. Đấy, mới nhất tại HEC Honda mà nhà Hoàng Kiên đã có rồi thì anh em bảo là sao nó không hot hit đúng không anh em? Rồi thơm phức mùi mới. Thơm phức mùi nhựa anh em ạ. Đây anh em nhìn này. Quá mới luôn, cứ bảo là sao này. Anh em nhìn này. Airblade 160 nha anh em nhá. Biển số 29D2 68267. Dung hôm nay còn vừa về bảo ô tại sao con này nó là 160, mình còn không biết cơ. Đấy, vừa về tại cửa hàng nha anh em nhá. Chạy có bao nhiêu cây? 160. 160 phân phối 160. Chạy 106 cây anh em ạ. Chạy có 106 cây thôi. Anh em nói thật là nhiều khi anh em cứ bảo là nhiều khi anh em cứ bảo là tại sao mà người ta mua mới đấy, người ta bán. Nói thật anh em nhiều lý do lắm anh em ạ. Người ta không thích nhưng người ta bán, người ta không muốn đi, người ta nâng đời, người ta mua ô tô, người ta mua tất cả các loại khác. Đó, thì là người ta bán thôi, có gì đâu anh em. Có 106 km thôi anh em nhá. Đấy, mới chạy được có hơn chục ngày thôi. Đấy, bác nào mà muốn mua những chiếc xe mới như thế này thì nó đỡ cho anh em tầm khoảng gần chục củ gì đấy. Mua 57.600.000 rồi anh em nhá. Cộng 3 triệu với chiếc Airblade này. Cộng 3 triệu nha anh em, mua 57.600.000. Anh em nghe rồi, 57.600.000 cộng 3 triệu với chiếc Airblade đời 2020. Con này nó bản 2023 rồi anh em nhá. Đấy, mà chạy có 106 cây thôi. Rất là mới, mà 160 nha anh em nhé. 160 ở cửa hàng xe mới chắc chưa có nhiều đâu anh em ạ. Nói thật ở cửa hàng xe cũ chắc chỉ có Hoàng Kiên. Con này mới đăng ký được có hơn chục ngày thì anh em nghĩ ai bán đâu đúng không? Anh em nó cần tiền nó bán thôi, có gì đâu. Dành công việc khác bán được cái gì đâu. Ok nha anh em nhá. Ok, lại một chiếc tiếp theo, một chiếc đang là hot hit, đang làm mưa làm gió. SH Mode màu màu xám ghi nha anh em nhá. Đang rất là nhiều anh em rất là thích chiếc SH Mode đời này đây anh em ạ. Đấy, con này biển số 29L27893, đăng ký 2018. Đây con này có về có phải bán tí sơn này anh em nhá. Bán tí sơn và hiện tại là xe đang phải bóc ni lông. Đấy, đang chuẩn bị vào để bóc ni lông nha anh em nhé. Đang bóc, chuẩn bị vào bóc ni lông. Đấy, anh em đang le ve, đang chờ Dung like xong để đi bóc ni lông đây. Ok, SH Mode đời 2018 đang dán ni lông cả xe. Rồi, anh em nhìn này, đang độ hot, đang SH Mode đang là độ hot của xe cũ đây anh em ạ. Xe mới thì Dung có thể là không biết, nhưng mà riêng xe mới thì xe cũ thì là đang là rất là hot nha anh em nhé, đời 2018. Đây, quay một vòng. Anh em nào chốt xe này đến múc trực tiếp luôn nhá. Đây, chỉ cần về bắn duy nhất cái tay sắt cho Dung và bóc ni lông cho Dung, không có xước sắt nhiều đâu anh em ạ. Chỉ cần bóc ni lông là sẽ là ok về chiếc xe này. Mua 53 triệu rồi, cộng cho anh em 3 triệu chiếc xe SH Mode này. Đấy, máy này, anh em nghĩ anh em máy chất không? Đây, quay con củ máy cái. Quay củ máy cho con này. Đấy, máy zin nha anh em nhé. Đời này không zin buồn làm gì, đúng không? Đời này máy không zin buồn làm gì. Đấy, 53 triệu anh em ơi, cộng 3 triệu cho anh em nhá. Chiếc SH Mode đời 2018 màu xám ghi. Màu ghi đen anh em. Ở đây ông quay con cái mặt trên này, màu ghi đen. 2018, bác nào chốt xe này inbox trực tiếp cho em xe này nhá. 53 triệu cộng 3 triệu thôi anh em nhá. Ok anh ơi. Ok đấy, bác này ông anh họ. Đấy, anh tên là anh Hậu. Sẽ đi dọn cho anh em nào đang muốn chốt chiếc xe này để inbox trực tiếp nhá. Đấy, anh ấy sẽ là cái người mà là người mẫu của Hoàng Kiên nhá. Đấy, anh ấy sẽ là người trực tiếp dọn chiếc xe đấy nhá mọi người nhá. Ok, và những chiếc xe Dream đời 2013 nha anh em nhá. Đấy, vừa tiền dưới 30 triệu anh em nào đang muốn là fan của dưới 30 triệu xe Dream đây. Đây anh em quay một vòng chiếc xe này đi. Dream 2013. Đây, quay đầu bò. Đó. Dream 2013 nhá anh em nhá. Ok, quay một vòng chiếc xe Dream này. Đấy. Ra máy có xùi xìu một tí rồi, xùi một tí đấy anh em nhá. Đấy, một vòng chiếc xe này biển số 29V1 19729. Đây, quay một vòng bên này cho con kỹ càng cho anh em nhìn cho nó phê. Con này Dung đang bán ra với giá là 28.500.000 nha anh em nhá. Anh em đây là những giá chốt trên live, là giá thực tế nhất, chốt trên live là Dung không bớt nữa đâu ạ. Đấy, vẫn đang nổ nha anh em nhá. Đấy, rất là ok. 2013 Dream 2013 Dung bán ra là 28.500.000. Xe dưới 30 triệu để cho anh em đi ăn đi làm đi chơi. Đấy, nhé anh em nhá. 28.500.000 bác nào chốt xe này thì inbox trực tiếp cho em. Ok, lại một chiếc đây, đi bên cạnh đi. Con bên cạnh này đi, con này cũng dưới 40 triệu. Biển 29S1 nha anh em nha, 22406 anh em quay một vòng chiếc xe đẹp không? 37 triệu với chiếc Dream. Dream Việt Nam đời này. Đời, đẹp không? Quá đẹp, quay con đầu bò. Quay đầu bò đã mơ. Máy zin nha anh em nha. Anh em gì nhìn zin này. Đấy, zin không? Zin đét luôn đúng không? Đấy anh em nhìn này. Review, đây là review kỹ càng cho anh em nhìn để mua những chiếc xe đẹp, những chiếc xe ưng ý cho anh em. 37 triệu với chiếc Dream đời 2012 nhé anh em nhé. Máy zin. Đấy, ông quay cả bên này cho các bạn nhìn cho nó dễ. Vì những chiếc xe này anh em toàn anh em ở xa thôi. Đẹp lắm anh em ạ, con xe này đẹp lắm đời 2012 nhé mọi người nhé. Đẹp lắm. Dream 2012, 37 triệu. Căng nịch luôn anh em ạ. Rất là căng chiếc xe Dream 2012 này. Đây anh em nghe này. Côn keo vẫn zin. Máy zin. 37 triệu với chiếc Dream này nha anh em nhé. Anh em nào chốt thì inbox trực tiếp cho bên mình. Đây. Đấy, con này có công tắc này, nó có công tắc bật chống trộm. 37 triệu nha anh em nhé. Anh em nào chốt xe này thì inbox trực tiếp cho bên mình với những chiếc xe Dream đẹp. Đẹp mình cũng có nhá. Xấu không có, vừa vừa cũng có. Nhiều tiền có, ít tiền đây. Review chiếc xe chạy có hơn 2.000 cây. Ui giời. Hơn 2.000 cây cho anh em xem này. Một chiếc Dream đời 2013. Đây anh em biển 98 H1174 92 nha anh em nhé. Con này là rất là đẹp. Con này nói thật với anh em là chạy hơn 2.000 cây chính chủ một chủ từ đầu anh em. Đây anh em nhìn cái độ xuất sắc của chiếc xe Dream hơn 2.000 cây như thế nào. Đẹp không? Ui, anh em nhìn này, phê không? Trắng nõn luôn, vàng ươm luôn. Ok nhá anh em nhá, chiếc xe này có hơn 2.000 km thôi. Con này bán ra với giá là 70 triệu đây anh em nhá. Đấy, ông quay lại một vòng, đấy quay cả bên này cho con. Đấy, anh em nhìn độ xuất sắc không? Xuất sắc không? Sợ anh em nhìn ra máy này. Bao phê nha anh em nhá, nói thật anh em nhìn ra ở ngoài nhìn nó mút mát luôn, nó phê luôn anh em ạ. Anh em nhìn cái đầu bò. Đẹp không? Quá đẹp. Đấy. Quá là xuất sắc với chiếc xe Dream 2013 nha anh em nhé. Con này bên mình vẫn đang bán ra với giá là 70 triệu chiếc xe này. Anh em nào muốn chốt 2.000 cây, nói thật anh em không có nhiều để sự lựa chọn cho anh em đâu. Nói thật không có nhiều đâu anh em nhá. Chiếc xe này nói thật là không có nhiều để cho anh em lựa chọn đâu. Nhiều khi có tiền mà không mua được đâu anh em ạ. Đang hết xăng rồi. Vừa bảo thằng Đức nó đổ xăng để mà. Đây ông quay còn cái mặt dưới. Ôi đẹp lắm anh em ạ. 70 triệu nó quá xứng đáng cho anh em bỏ tiền. Em ơi xong bảo đổ xăng ở đây cho chị thì chị nổ. Từ đâu? Xuất sắc luôn anh em ạ. Xin lỗi anh em nhá, vì nó là khóa từ Dung không để ý. Nó là anh em đấy. Ôi giời ơi, các bác cứ lắp từ vào em tìm mãi không thấy đâu. 2.000, hơn 2.000 cây này anh em này, 2.900 cây nha anh em nhé. Có tiền cũng chưa chắc đã mua được những chiếc xe đẹp này đâu anh em ạ. Nói thật anh em bỏ tiền ra mua những chiếc xe này nó quá xứng đáng. Và chiếc MSX này anh em nhé, anh em nào chốt xe MSX không? Vừa rồi Dung có like rồi đấy. MSX này bên mình đang bán ra với giá là 23 triệu. Hôm vừa rồi là 23 triệu Dung không dọn đâu. Thế nhưng mà bây giờ vẫn chốt anh em 23 triệu MSX này. Biển 15 Hải Phòng nha anh em nhé. Đấy. Anh em nào mà muốn chốt những chiếc xe như này inbox trực tiếp cho bên mình nhá. MSX 23 triệu. Biển 15 Hải Phòng 15C1 43173. Còn con nào không nhỉ? Đấy, ok anh em nhá. Anh em muốn mua những chiếc xe đẹp đây. Hiện tại bên Dung đang đứng ở cửa hàng số 52, số Chùa Hà, phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội đây. Có những cái dòng xe hiện tại là nó đang đợt này bán nhiều quá đây. Anh em nhìn Dream này. Đấy, quá nhiều Dream cho anh em nhá. Quá nhiều Win này, Dream này, 82 này, SH này. Đấy, hiện tại là Dung đang đứng ở cửa hàng 52 thôi. Còn hiện tại là Dung 3-4 cửa hàng nữa cơ. Đấy, SH Mode, SH 350i. Và những chiếc xe thể thao nha anh em nhé. Đó, anh em nào muốn mua những chiếc xe đẹp inbox trực tiếp cho xe máy Hoàng Kiên nhé. Rất nhiều sự lựa chọn cho anh em. Anh em cứ inbox trực tiếp cho bên mình. Bên mình sẽ hỗ trợ và gửi ảnh cho anh em nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người nhá.